Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi trở lại phần 2. Và vâng, chúng tôi xin mời Dương Biểu tiếp tục cái câu chuyện rằng là ngoài cái dự luật là chống bạo hành về súng để cho người thẩm phán có quyền hạn hơn để xử lý những vấn đề đó thì ngoài ra còn dự luật nào thưa anh? Dạ, thưa với chị Toan, thưa với tất cả quý vị, chúng tôi cũng đưa ra một số những cái dự luật là để mà giúp đỡ thêm các vị cao niên về cái bệnh mất trí nhớ mà chúng ta hay gọi là Alzheimer đó. Thì chúng tôi có đưa ra cái dự luật đó. Thì cái dự luật đó thì chúng tôi như thế nào ạ? Theo cái dự luật chúng tôi đưa ra đó thì là tức là tất cả cộng đồng, các cơ quan chính quyền sẽ phải quan tâm nhiều hơn về cái chứng bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mất trí nhớ, và sẽ phải có những cái sự nhận biết, tức là cộng đồng phải có những cái sự nhận biết để mà có những cái chương trình để mà hỗ trợ. Tức là chúng tôi đưa ra một cái sự nhận biết là những cái người mà chăm sóc cho những vị mà bị cái bệnh Alzheimer, tức là bị mất trí nhớ đó, thì những cái người đó phải cần được ghi nhận những cái chẳng hạn cái như là cái dự luật đó như thế nào, Dân Biểu có thể nói rõ một chút xíu cho tụi anh vẫn còn mơ hồ về cái dự luật này ạ. Chúng ta thấy là bây giờ đó, thí dụ như là cái bệnh mà mất trí nhớ đối với các vị cao niên á, thì không những người cao niên đâu, những người bây giờ đó là trung niên cũng đã bắt thì, đầu cái bị ảnh hưởng. Hiện nay cái vấn đề Alzheimer, cái bệnh mất trí nhớ đó không có được quan tâm nhiều. Chúng ta thấy cái chuyện đó là đang có tới cái tình trạng mà chúng ta cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên quan tâm của bác sĩ hay là người nhà như thế nào? Quan tâm của cộng đồng, quan tâm của người nhà, quan tâm của tất cả mọi người. Dạ vâng. Thì cái dự luật của chúng tôi đưa ra là chúng tôi muốn đưa ra là sao phải có những cái buổi mà chia sẻ để nói tới những cái chuyện đó. Tức là những cái dự luật đưa ra tức là tạo nên một cái awareness, tạo nên một cái sự nhận biết trước. Dạ. Tại vì thí dụ như là chúng ta phải có một cái chương trình để tạo nên cái sự nhận biết cho mọi người là cái bệnh mà mất trí nhớ đối với lại các vị cao niên cần phải được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Hình thức như thế nào thưa Dương Biểu? Hình thức là khi mà nếu mà cái dự luật chúng tôi được thông qua đó, thì sẽ có những cái chương trình chúng ta thấy là sẽ mọi người sẽ phải quan tâm, sẽ có những cái sự vận động để cho mọi người hiểu được đây là cái việc mà mọi người cần phải chú ý quan tâm nhiều hơn. Đó là cái bước đầu tiên. Rồi những cái bước thứ hai đó thì có thể chúng tôi sẽ có những cái dự luật khác để mà một cách thực tế hơn để mà hỗ trợ cho đối với những cái chương trình của những cái người mà bị bệnh mất trí nhớ. Bởi vì chúng ta thấy hiện nay đó cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mất trí nhớ là một cái phải nói rằng một cái chuyện mà cũng chúng ta thấy như vậy nhưng mà cũng ít người quan tâm tới. Nhưng mà cái chuyện đó là cái việc mà mất trí nhớ có thể xảy tới cho bất cứ người nào. Dạ đúng, nhưng mà tại vì ở đây là tụi anh đang còn bị giống như là mình đang hỏi là thí dụ đi giờ trong thí dụ trong nhà mình đi có một người bị bệnh Alzheimer. Nhưng mà tụi anh biết là tại vì tụi anh đã từng như quý vị biết rằng là thầy Tâm là trước giờ vẫn làm chương trình với tụi anh á thì vẫn trẻ lắm. Nhưng mà giờ khi bị mất trí nhớ thì giờ cái cách nào để giúp mà ra cái dự luật đó như thế nào nó? Cái dự luật đó thì sẽ tạo thêm cho những cái người bệnh nhân, hay là những cái người mà chăm sóc bệnh nhân đó sẽ biết thêm những cái nơi nào, những cái cơ quan nào để tìm tới để họ cần cái sự giúp đỡ. Thì đó là cái dự luật đó sẽ tạo nên cái sự thuận lợi, sẽ tạo nên cho cái sự dễ dàng để mà thí dụ những cái người mà đang có gặp phải cái tình trạng như là mất trí nhớ, hay là đối với những người nào mà đang có chăm sóc thân nhân mình thì sẽ biết thêm những cái cơ quan nào để mà có thể tìm tới. Đó là tìm tới để mà hiểu được là cái tiến trình cần sự giúp đỡ nó như thế nào. Bởi vì bây giờ cái bệnh mất trí nhớ đó thì chúng ta thấy đó có thể xảy ra cho người thân của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên thì cái thực tế cho thấy rằng chúng ta cũng chưa có thật sự quan tâm nhiều. Bởi vì chúng ta chưa có nhiều những tin tức, chưa có nhiều những cái buổi như là chia sẻ về những cái bệnh mất trí nhớ. Mặc dù cái bệnh mất trí nhớ giống như tụi anh nói đó, nó sẽ xảy ra cho bất cứ ai. Dạ đúng. Dạ. Ra bất cứ ai thì thí dụ cái dự luật này xong là mình sẽ thí dụ được chuẩn thuận đi thì mình sẽ có một cái ngân sách rồi mình ấy như thế nào phải không thưa Dân Biểu? Khi mà chuẩn thuận xong đó thì trước hết đó thì là
những cái người thân nhân đang chăm sóc cho những người mà bị bệnh mất trí nhớ đó, thì người ta sẽ biết những cái cơ quan đó, thì nó sẽ họ sẽ biết thêm những cái cơ quan, những cái tin tức để họ có thể tìm tới và sẽ những cái hướng dẫn để mà liên quan tới những cái tổ chức mà có thể giúp đỡ nó dễ dàng hơn bây giờ. Thì chúng tôi cũng biết rằng đối với những bệnh nhân mà đang bị mất trí nhớ đó thì phải nói rằng thân nhân gặp rất nhiều khó khăn. Dạ đúng. Khó khăn là bây giờ là không biết là chúng ta tìm cơ quan nào. Dạ. Không, cái sự... khó khăn thực tế ở đây là tại vì bây giờ ai cũng cơm áo gạo tiền đi làm. Rồi giờ cái người đó ở nhà đó là chẳng lẽ giờ mình cứ khóa cửa trái, dạ đúng, nhốt họ, mà khi mà họ đi đôi khi không biết đi đâu, dạ mà đúng, cũng không biết đường về. Rồi rất là nhiều, tại vì tụi anh thấy chia sẻ trên cái social media đó thưa anh, là tự nhiên rồi nói có bố bây giờ lái xe không biết đi đâu, mà giờ người ta track, phone thì cũng không nhớ để cầm theo. Đúng. Cho nên khi người ta track được là biết không biết quay đường về, nhưng mà biết hết xăng ngừng xe vô đổ, thì họ track được là cái thẻ credit card đó đã đổ ở cây xăng ở Fresno cách khoảng chừng 4-5 tiếng từ cái căn nhà. Cho nên rằng là họ biết chỗ đó thôi, nhưng mà rồi tới đó thì đã đi rồi. Thì cho nên rằng là làm sao để có những cái giống như là mình họ giảm cái sự lo toan, thì đó là một trong những thành ra là khi mà chúng tôi hy vọng là cái dự luật của chúng tôi sẽ được thông qua bằng cái cách đó, là chúng ta phải tạo nên một cái awareness, tiếng Anh nó gọi là awareness, chúng ta phải, tức là cộng đồng đều phải nhận biết cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng. Thì khi mà cộng đồng chúng ta nhận biết cái chuyện mà Alzheimer, tức là cái bệnh mất trí nhớ, là một cái chuyện quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm tới đó, thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều cơ quan tổ chức, người ta sẽ sẵn sàng, người ta sẽ đưa tới những cái quyết định là người ta hợp tác với nhau để người ta có thể hỗ trợ cho những bệnh nhân đang bị gặp cái chứng bệnh là mất trí nhớ. Bởi vì chúng ta thấy được những cái bệnh mất trí nhớ là một cái chuyện phải nói là nó tạo nên cái sự lo lắng cho người thân. Tại vì chúng tôi biết được là có những cái trường hợp mà những người đi tới vấn đề mà không còn trí nhớ nữa, nó rất là tội nghiệp. Nhiều khi là người vợ, người chồng hay con cái người ta cũng không còn nhận biết nữa. Có những trường hợp bị rất là nặng, người ta không nhận biết nữa. Thành ra nhiều khi đó là cái cuộc sống hàng ngày nó rất là khó khăn. Như là tụi anh chia sẻ là người thân là phải đi làm. Bây giờ không dám để cái người thân của mình ở nhà, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Rồi cũng không rồi bật biết. Lửa đó thưa anh, bật lửa rất là quan trọng, là thí dụ ra bếp bật xong rồi quên. Cho nên rằng là tụi anh biết rất là nhiều gia đình á, là bắt đầu họ suy nghĩ tới rằng là đưa người thân mình đi về Việt Nam. Rồi xong rồi nếu mà có nhà thì ở, còn không thì thuê nhà để ở bên đó, rồi xong rồi thuê người 24 tiếng ở. Thì như vậy á, là cái đó cũng không phải là một cái cách giải quyết. Không. Dạ vâng, đó là một cái mà Dương Biểu đã quan tâm tới cộng đồng Việt Nam của mình, nhất là những các bác lớn tuổi ở đây. Cho nên rằng là đó là lý do rằng là một cái dự luật tụi anh nghĩ rằng là trong tương lai cũng nếu mà được chuẩn thuận thì cũng giúp đỡ rất là nhiều người, không phải là người Việt Nam mình đâu. Đúng người rồi. Nước ngoài cũng rất là nhiều. Dạ vâng. Ngoài ra thì bây giờ không biết rằng là mình còn những dự luật gì, hay là trong tương lai là Dương Biểu là sẽ plan làm cái gì cho cộng đồng? Còn một dự luật mà liên quan tới lại những người mà đang sắp sửa muốn trở thành những chủ cơ sở thương mại, thì chúng tôi đưa ra những cái dự luật là thí dụ như là tụi anh cũng hiểu được, đối với những người mà muốn mở một cơ sở thương mại đó thì người ta phải xin, người ta phải đóng cái thuế thí dụ như là để mà tạo một cái công ty là lên tới hình như là 800 Mỹ Kim. Thì chúng tôi đưa ra cái dự luật là đối với những người mà mới bắt đầu mở business á, thì cái vấn đề là cái tiền thuế đầu tiên đó, chúng ta hay gọi là cái tiền thuế mà chúng ta phải đóng đầu tiên đó, tức là lên tới khoảng là 800 Mỹ Kim đó, thì sẽ không đóng cái tiền thuế đó, mà đợi khi nào cái thương vụ đó nó sẽ có lời lên từ 20.000 trở lên thì mới bắt đầu đóng cái thuế đó. Thì cái thuế thì chúng tôi đưa ra cái dự luật này, chúng tôi hy vọng rằng sẽ hỗ trợ cho giới tiểu thương. Tại chúng ta biết được tiểu bang California đó có những cái luật mà nó rất hà khắc đối với những người đang làm ăn, và chúng tôi hy vọng là cái dự luật này sẽ một phần nào đó giúp đỡ với những người nào mà sẽ có ý định muốn làm chủ các cơ sở thương mại. Thì tôi anh cũng biết, nếu mà tôi làm chủ cơ sở thương mại thì cái việc đầu tiên tôi anh phải đóng là nhiêu?
lên tới 800 Mỹ Kim. Dạ, lên tới 800 Mỹ Kim. Hay là LLC hay bất cứ một cái gì. Bất cứ một cái bất cứ một cái hình thức là đó là công ty như thế nào thì đó là phải đóng là lên tới 800 Mỹ Kim. Mỗi năm. Thì mỗi năm thì cái dự luật của chúng tôi đưa ra đó là nếu cái nội dung của dự luật đó, là đối với những người mà mới mở một cái thương vụ đó, thì sẽ không có đóng cái 800 Mỹ Kim đó. Mà đợi khi nào mà cái thương vụ của mình có lời có cái doanh thu đó là 20.000 trở lên đó thì mới bắt đầu đóng cái tiền thuế đó. Thì cũng đỡ quá ha, tại mới mở ra nhiều lúc chi phí nhiều quá cho nên nếu mà giảm được cái gì thì rất là vui. Dạ vâng. Rồi ngoài ra thì anh còn gì chia sẻ hay không ở trên đó, tại vì lâu lâu ngày mới được về đây thì là cần phải nên tâm sự. Thì cái cuộc sống trên đó đó thì phải nói rằng đi họp rất là nhiều. Đi họp là từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Cứ khoảng nửa tiếng đồng hồ là có một cuộc họp, nửa tiếng đồng hồ, tại vì rất nhiều những cái kỹ nghệ, rất nhiều những ngành nghề họ có sự đại diện, họ muốn gặp những cái người mà dân biểu mới, những cái người tân dân biểu. Có một cái chuyện này phải nói là tới giờ này thì chúng tôi thấy là cũng hơi ngạc nhiên là tại tiểu bang California đó là phải nói một cái ngành kỹ nghệ mà có đông đồng hương Việt Nam làm nhất á là cái ngành móng tay. Không có một sự đại diện nào hết, không có một người đại diện nào cho cái ngành kỹ nghệ móng tay của... chẳng hạn như là cần cái gì phải lên nói hay gì mà cũng không phải tại vì tất cả những cái cách làm việc của các cơ quan lập pháp đó, thì tụi anh cũng biết rằng đối với rất nhiều những cái ngành nghề đó thì họ có một cái người đại diện để mà lên để mà gặp các dân biểu, các thượng nghị sĩ để chẳng hạn như bày tỏ sự quan tâm. Anh cho một cái ví dụ những cái ngành nghề nào đó để tất cả những ngành nghề, tất cả những cái ngành nghề nào họ có một cái họ có một cái giống như một team leader, họ lập ra một cái hội, một cái association, rồi họ mướn cái người để đại diện cái hội đó để mà đi tiếp xúc với các dân biểu và các thượng nghị sĩ để mà khi mà họ cần phải đề đạt một cái vấn đề gì đó đó thì cái người đại diện đó người ta sẽ đề đạt. Còn ở trong cái ngành móng tay thì chúng tôi không thấy, không hoàn thấy toàn ai. không thấy ai. Hay quá ha, mình tới giờ tụi anh cũng không có rành. Đôi khi là người Việt Nam của mình họ tại từ xưa tới giờ như quý vị thấy rằng là họ không có thích ngồi chung. Thế chắc hay là sao đó, hay là đôi khi có nhưng mà đôi khi họ chưa cần tới, hay là như thế nào mình chưa biết. Mà trong tiểu bang California thì tụi anh cũng biết được là đây là cái kỹ nghệ mà có người Việt Nam mà tham gia đông nhất, lên tới 80%. 80%, tụi anh 80%. Biết. Tụi anh biết là trên 80%. 80% là tại tiểu bang California và tại toàn quốc là hơn 50%. Dạ vâng. Và một trong những là thành công nhất của người Việt Nam. Thành công nhất của người Việt Nam nail. Nhưng mà không thấy một cái hiệp hội nào về ngành móng tay nào mà có cái tầm vóc là tiểu bang thì không thấy. Thực sự thì nếu mà nhân dịp đây thì tụi anh cũng nên kêu gọi là nếu mà quý vị nào mà trong ngành nail thì mình có thể mình nên, tụi anh nghĩ rằng là có rồi đôi khi họ chưa biết họ cần gì. Chúng tôi nghĩ là chưa có. Chúng tôi vẫn nghĩ là chưa có. Em nghĩ là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà trôi nếu mà nhỏ nhỏ không tính. Một cái hội đó phải có những cái luật lệ, rồi phải có những cái luật lệ để mà có thể những thành viên người ta muốn vô cái hội đó người ta sẽ theo những cái luật lệ đó, rồi những cái hội đó người ta phải có người đại diện để mà đi tiếp xúc với lại các dân biểu hay các thượng nghị sĩ hay những cái cơ quan mà người ta cần tiếp xúc, mà riêng về cái ngành nail thì chúng tôi không thấy. Dạ vâng, thưa cảm ơn Dương Biểu đã đến đây ngày hôm nay. Chắc là mời anh gửi lời chào và chắc là hẹn anh vào cái kỳ kế tiếp khi anh quay ngược trở lại miền Nam California, thưa anh. Dạ, rất là cảm ơn tụi anh và cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi có cơ hội để mà chia sẻ trong những tháng làm việc qua tại Sacramento, và cũng xin cảm ơn cái sự quan tâm của tất cả quý vị. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị hưởng một năm mới thật là vui tươi, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp của đài.